这种恩节把我共产的门就是给到掉单马狗来求我被赞求我khi ấy vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Jacobê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ và ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho một người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và ở đó cầu nguyện. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Anh chị em, gia đình hai bên và đôi bạn trẻ rất thân mến. Khi nói đến tình yêu, người ta nhìn cái bông hoa hồng tượng trưng cho sự tình yêu, cho tình yêu và sự chung thủy. Và khi nói đến tình yêu là phải chấp nhận đắng cay, chấp nhận những khổ đau và chấp nhận những gian nan. Và có lẽ chính đôi bạn trẻ cũng cảm nhận được điều đó. Ở đời, con người khi chấp nhận thương nhau, khi chấp nhận yêu nhau, thì phải chấp nhận những cái khổ đau của nhau, chấp nhận những khó khăn, những thử thách, những gian nan mà chính họ phải gặp. Và đó mới chính là con đường để đi tìm đến hạnh phúc khi biết đồng cảm với nhau. Tại sao tôi muốn gợi ý lên? Để rồi chính đôi bạn trẻ mà chúng ta đang chứng kiến tại ngôi thánh đường này phải cảm nhận được điều đó. Cuộc sống thì muôn vàn muôn vẻ, khó khăn thì lúc nào cũng chờ bên gia đình chúng ta. Thế nhưng con người đã yêu nhau thì phải chấp nhận đó và đồng cam chịu khổ cùng nhau để đón nhận nó và hy sinh cho nhau. Một thứ tình yêu chấp nhận và hy sinh cho nhau, đó mới chính là giá trị của tình yêu đích thực, một tình yêu của sự giao hiến, một của sự dâng hiến. Đó là một hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Vâng, thưa anh chị em cũng như đôi bạn trẻ rất thân mến, chắc chắn rằng khi đôi bạn trẻ này đến với nhau thì đã tìm hiểu kỹ tính tình của nhau, đã tìm hiểu về tính cách của nhau, từ lời ăn tiếng nói, từ cách sống và cách ứng xử đối với gia đình hai bên. Thế nhưng sự ứng xử đó, cách chấp nhận đó và tình yêu đó có được đón nhận hay không là do đôi bạn trẻ. Con người ta đến với nhau bằng một sự yêu thương, thì chính đôi bạn trẻ này ngày hôm nay chọn đến đây để rồi lặp lại lời hứa và thề hứa trước mặt Thiên Chúa, để rồi sống với nhau một cách trọn đời, một cách yêu thương nhau, một cách trọn đời cho đến chết. Thế nhưng để giữ được tình yêu chung thủy đó, chính đôi bạn trẻ này phải cảm nhận được rằng anh với em đến với nhau là phải chấp nhận tính cách,
Tuy chồng có nóng tính hay tuy vợ có nóng tính thì phải chịu đựng lẫn nhau để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và hạnh phúc đó là do chính Thiên Chúa tạo dựng ngay thủa thời bắt đầu. Và sự tạo dựng đó, Thiên Chúa muốn con người đến với nhau, người nam người nữ đến với nhau để tạo nên một gia đình cho Thiên Chúa tại trần gian này, một gia đình mới đó mang đến sự hạnh phúc, mang đến cho Thiên Chúa những con cái để rồi giáo dục chúng sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Hôn nhân Kitô giáo mời gọi chúng ta đi vào nét tương đồng của người Á Đông, cách riêng đối với người Việt Nam trong đạo làm vợ làm chồng, sống đạo hiếu đối với cha mẹ, sống đạo làm vợ làm chồng qua sự chung thủy trung thành với nhau, trung tín với nhau và chịu khổ cùng nhau trong cuộc sống, chấp nhận đón cái đau khổ đó để rồi mình vững bước vững tin đi vào con đường hôn nhân Kitô giáo một cách vững chắc. Năm nay giáo hội cho tất cả gia đình Kitô hữu chúng ta đồng hành với đôi gia đình trẻ, các gia đình trẻ thì hôm nay đôi vợ chồng ngày hôm nay anh chị đây đến đây để thành trở thành một gia đình trẻ, để kêu gọi tất cả gia đình hai bên để cầu nguyện cho đôi bạn trẻ này. Và đồng thời lời cầu nguyện đó nhắc nhở đôi bạn trẻ hãy giữ vững cái đời sống cầu nguyện, giữ vững cái tình yêu khi chỉ biết cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong những lúc gian nan, những lúc thử thách. Và chính lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta cho gia đình mới này, đó là một lời cầu nguyện mang đến sự bình an trong gia đình. Cho dù đôi lúc gia đình có những khó khăn bởi khách quan bên ngoài, yếu tố bên ngoài, nhưng tin rằng đôi bạn trẻ này luôn luôn vững bước để rồi giữ vững gia đình hạnh phúc của họ. Vâng, thưa anh chị em, tôi liều đó để rồi ngày hôm nay Chúa Giêsu đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện, thì chính gia đình trẻ này sau khi đã về với nhau thành lập một gia đình mới sau những chuỗi ngày vất vả và những ngày trong cuối ngày, thì chính đôi bạn trẻ này hãy hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy hướng về tình yêu của Thiên Chúa đang dành cho mình, một tình yêu đó mang tính thiêng liêng, một tình yêu đó mang tính chất của sự chung thủy, để rồi đôi bạn hãy cầu nguyện cho chính gia đình của mình. Và chính mỗi người chúng ta luôn luôn nhớ đến đôi bạn trẻ này để đồng hành, hướng dẫn và nhờ đó hạnh phúc hôn nhân mới được bền vững. Vì thế hôm nay cha muốn nói đến, để rồi cha muốn chúng con nhớ cái điều này: mình thiếu đi đời sống cầu nguyện trong gia đình thì gia đình mình sẽ bất an. Hàng ngày mình cầu nguyện, mình cảm nhận được qua đời sống cầu nguyện thì mình mới thấy được bình an trong tâm hồn và gia đình mới được êm ấm. Và đồng thời sự êm ấm đó mang tròn niềm vui đầy yêu thương giữa hai vợ chồng với nhau. Cha muốn chúng con nhớ cái điều đó để rồi sống tốt trong đời sống hôn nhân của mình, nhất là gia đình trẻ. Ngày hôm nay dưới xã hội bon chen, dưới xã hội mà người ta mất đi cảm thức về yêu thương, luôn luôn bị ly tán. Vì thế chúng con nhớ điều đó, để rồi chính tình yêu của chúng con hôm nay được tác hợp là do chính Thiên Chúa tạo dựng cho chúng con. Và chúng con hãy nhớ rằng sự gì Thiên Chúa đã kết hợp chúng con lại rồi thì chúng con không có được phân biệt. Chung đường Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu trong hoan, Ngài sẽ theo mến của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng bối tình người.
chờ trăng lên, nương tay vắng bên lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xin muôn hoa thân thương nhau, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm sống thuận hòa, và thấy nghĩa tình thiết tha. Trên đường tình dìu nhau trên con đường bên yêu, dù khi ông vui lòng ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa lòng đời là do dung thuyền lươn trôi.